Rồi này mình test cái motor 540 45T ở hai phòng. Có thêm hai dây để hàng. Nó đề chữ H motor của thằng Gray xuống. Thì theo mình thì chắc chắn thằng này là cùng cùng hạ cùng thằng sản xuất của thằng URC rồi, cho nên là không thể nhầm lẫn được. Công suất thì gì cũng vậy thôi. Thì nó chỉ khác nhau cái thằng thương hiệu của nó dán lên thôi, chứ còn nó đặt nó sản xuất từ một thằng thôi. Rồi để mình thử. Còn bạn nào tin nó khác thì cứ tin, còn với mình chắc chắn là một. Rồi xong nha.